Hello Nam, chúng ta gặp nhau ở một clip khác nữa rồi. À, như mỗi lần uống cà phê đã. Sáng không gì bằng một cà phê. Dành nhiều thôi chứ phải cà phê sữa nha. Đây là sữa tươi cà phê và tất cả đều không đường hết. Rồi, hôm nay vẫn sẽ là tiếp tục cái series gọi là lọc hình lẫn video của các bạn trong team mình trong show vừa rồi ha. Hôm nay chúng ta nên coi coi hình của ai trước đó nhỉ? Chúng ta nên coi hình của Vinh xài Canon RP hay là của Phú xài Nikon Z5 2470F4S và 85, hay là của Nghĩa xài A6007 quay với 16-55G, hay là của mình A7C và những con lens rẻ. Các bạn muốn coi nào trước nhỉ? Lần tới chắc mình sẽ làm cái random xoay để lần lượt coi ai sẽ là người lên clip tiếp kế tiếp ha. Tại vì cái này cũng hay lắm, ngoài việc mà lọc hình xong mà nghe nhận xét của mình á thì còn có thêm cả những nhận xét của các bạn dưới comment nữa. Cái đó cũng là một điều thú vị vậy. Cái nào mà nhận xét đúng á thì chắc chắn là anh em chúng ta cũng sẽ cùng tiếp thu rồi. Còn mà kiểu mà nhận xét mà kiểu như là cố tình chê thì nó là kiểu khác. Nên là cũng khá là mong chờ rồi, kiểu coi mọi người sẽ đánh giá như thế nào á. Giờ thì ai trước nha. Thôi thì mình nghĩ á, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ làm coi hình, lọc hình của Nikon đi ha. Nikon Z5. Đây là combo Nikon Z5 của Phú chụp. Chụp hết hoàn toàn luôn. Sử dụng linh hoạt giữa lens 24-70 f/4 và lens Viltrox 85. Thì lúc đầu á, thì phần lớn nhất là Phú sử dụng con 85 hết. Chỉ có khúc giữa tiệc trở đi á, tại vì có một bạn truyền thống bạn đang xài giữa chừng bị hết pin á. một bạn giấu tên nào đó đó xài tới hai cục pin mà vẫn hết pin để thay để xài, nên buộc Phú phải gắp 24-70 vô chụp truyền thống thay cho. Nên là chúng ta sẽ cùng coi được hình gốc của Nikon Z5 cũng như là kiểu xem Phú chụp những gì, bắt những gì trong ngày diễn ra sự kiện hôm đó, cùng xem ha, cũng sẽ thú vị lắm á. Bạn có nghe cái tiếng quạt rất là to trong cái clip trước không? Cái này nó buộc phải to như vậy các bạn. Khi mà chạy những cái nặng nề gì đó thì mình sẽ để quạt ở được chế độ turbo nên tiếng quạt sẽ rất là to, nên chịu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy ổ cứng ra lấy hình đã. Ủa, mình để bên ổ Samsung thì phải. Sorry, nhiều ổ cứng quá, lấy nhầm. Bên đây mới đúng. Mình xài Samsung T5 ha, full kim loại. Đang lấy nét manual có khi nó không có lấy nét cái con Samsung đâu. Cắm vô. Đâu rồi, wedding. Rồi, hình của Phú ha. Đã có toàn bộ hình ở đây. Rồi, ok, như mỗi lần sẽ mở phần mềm Photo Mechanic lên. Trời, phần mềm này đáng lẽ phải trả tiền quảng cáo cho mình quá. Có gì thì share hết với anh em chứ đừng bảo là mình gây kiếp cái gì nha. Có gì hay ho, công cụ gì xài cũng share hết. Chỉ anh em thế thôi chứ. Rồi, như mọi lần sẽ chọn cái ổ thứ năm. Điện xong rồi phủ. Ok, select folder. Rồi, chúng ta đã nạp hình cho rồi ha. Thì lượng đâu đó khoảng tổng cộng là bao nhiêu ta, để tính thử coi. Ở đây có tổng cộng là bao nhiêu file nhỉ, để mình coi số lượng file trước và sau ha. Nặng ghê, lên tới 60 mấy GB lận á, 50 GB chứ. Thế là chỉ có RAW không, tổng cộng 1780 file trong buổi sáng phủ chụp như đó đó. Chúng ta cùng lọc thôi, còn bao nhiêu ha. À, thực ra là có vài tấm JPEG nữa, JPEG chắc cỡ 20, 30 tấm gì đó, nhưng mà nói chung là loanh quanh cỡ 1.700 á. Để mình check nét nhanh cái con máy này coi nó có lấy nét được không ha. Tạm thời theo mình thấy là cũng khá là nét á. Rồi, bây giờ bật đèn lên thôi ha. Đó, chúng ta có ánh sáng có đủ hết rồi. Bắt đầu đi vào lọc hình thôi, mở lên. Các bạn vẫn thấy rõ được đúng không? Hy vọng là thế. Rồi, đây là Nikon Z5 sử dụng wavelength K5500 AFC, để AFC hết.
tiêu cự đâu vậy, sao không lấy thông số tiêu cự ta, ISO 6400 tiêu cự 34.5, vậy khả năng cao lúc này đang xài 2470F4 nè. ISO 6400 hơi cao so với việc mà chụp trong nhà như vậy, mặc dù có đèn ha, nhưng mà không sao các bạn thấy nè. Ủa cái này để zoom nhanh là bằng cái phím nào nhỉ? Zoom nhanh zoom nhanh zoom nhanh zoom nhanh, cái nút zoom là cái nào á, mình quên mất rồi bạn. À zoom zoom đây là cộng trừ, ok hợp lý hơn rồi đó. Sorry thời gian để tìm hiểu công cụ lắm. ISO 6400 của Nikon nhưng mà nó không có bị bết noise gì ghê gớm các bạn. Hiển nhiên là một phần vì nó vẫn có ánh sáng á, không phải là trong tối rồi cố gắng kéo lên gì hết, nhưng mà vấn đề là 6400 nhà vẫn xài được bình thường. Chúng ta cùng coi tiếp nè. Cái trang trí như thế này á, nó hơi ba chấm tí xíu. Có nghĩa là cái background nó nằm ở phía bên đây nè. Mình không có recommend cho lắm ha, tại vì thật sự là bị giới hạn không gian khá là nhiều, và thậm chí là đứng vô cũng bị trắng mất bởi cái trang trí này. Tí nữa những cái hình sau các bạn sẽ thấy. Nên mình tính á, là cái lúc mà ngày đám cưới diễn ra chính thức á, thì mình sẽ không có kêu bên nhà gái trang trí này nữa, mình sẽ suggest á, là xoay cái bàn này dọc lại theo chiều này ha, để cho đứng vào cái background này hơn, hoặc á, là giảm bớt mấy cái hoa rườm rà này của cái trang trí này. Rồi thôi đi tiếp nha. Tấm này lại lấy bị hẹp quá, mình đang cần một cái góc toàn trước ha, có thể là vì dướng cái cột bên này á, nên Phú không lấy toàn, nên phải đứng lại thì đứng xéo kế bên cái cột để lấy được vừa bên đây vừa phần giữa đây luôn là được ha. Này thì hẹp quá đó, cỡ toàn như vậy đi ha. Thật ra dính cái cột này cũng sao á, không kỳ cái mộc à, mình cần cái toàn tổng thể của cái không gian ngày hôm đó. Như mình nói rồi, khi vậy mà vô chụp những nội dung thế này á, luôn luôn phải có những tấm toàn và tấm cận và chi tiết. Cái rộng cả này nè, rồi cận vào nó hơi bị cắt ở trên xíu ha. Xong rồi, ủa gì đó hả, hả bên trong thì có gì đây thôi. Ok chụp bên ngoài lúc này là đang xài lens gì nhỉ, 85, sao nhìn nó hơi bị sắp sót mà mở ra, mặc dù ISO 250 lạ ha. Ví dụ như cái này đang xài 2470F4S à, thì đương nhiên là con này siêu nét rồi, nhưng mà qua tới 85 cái nó sắp ở một số chi tiết như kiểu mà bị mù mù quá, thấy không, hay do mình tưởng tượng ta, sao còn mặt con này ở đây nữa, nó bị sharp à, sharp như kiểu là do khép khẩu quá nhiều hay sao, không, cái này 2.8 mà. V-Shot 85 lạ đó. Lạ thiệt. Sao nó cứ bị nó cứ bị shop sao á, mình không biết tại sao ha, mình tự nhiên cắt mất cái trên rồi lạ nè. Lúc này đang gắn lên góc toàn zoom chuyển qua chụp cảnh góc toàn mà lại gắn 85 nè, chấm hỏi nha. Lúc nãy đang lấy nét cái hoa này không lấy được chữ, không lấy dưới, lạ quá, xóa ao nét cũng đẹp. Cũng đẹp nè, có tiền cảnh có hoa giữ. Nên ưu tiên là chụp cận xíu không, xong mình di chuyển đổi góc cho nó đa dạng chút xíu ha. Ok bokeh của 85 nè, nó đẹp ghê á, đó là chó ngay đây. Tấm này chụp rồi chụp nhiều quá, như lấy thêm chút xíu trên nhỏ đẹp nè, nhắn vàng cũng đẹp á, này có thể kéo lên xíu được nè. Trùng nhiều quá cũng xóa thôi, tấm này chụp rồi chụp nhiều vậy.
Alnex hả? Ông đang shop quá, giờ để 0.8. Cái này lui ra một tí thì nó nét hơn. Còn cái này đi. Xe để giữa này chắc phải hậu kỳ để tối còn giữa này luôn nè. Chỉ bên trong nhà, đây là trong nhà rồi. 185 chụp. Sao nó thiếu sáng quá ta? Thiếu màu quá vậy? Phải nhìn nè. Cái Sara mới dùng ở phía bên đây rồi nè, không? Quý kiểu như là chưa đủ sáng, chưa có no màu các bạn. Tóc 1/200, khẩu 2.8. Đó, ai cho vẻ đẹp này. Nó còn lại có tiền cảnh hoa chút xíu. Này bị nghiêng chút xíu ha. Này thì cũng tạm được đi. Quay lại ra nhà chụp tiếp rồi. Rồi cái nắng ở sau nhìn đẹp hết. Chắc tấm này làm tấm chính được. Lúc này là xài 24-70F4S, đậu xanh bảo sao đẹp ghê. Trời, bạn nhìn nha. Hồi nãy mình kêu là cái con 85 nó chụp nó sóc sáo đúng không? Bạn nhìn qua đây nè. Xài bằng 24-70F4S á, là nó nét căng nó đẹp mà nó màu đẹp luôn. Không có sóc như cái con kia. Lạ ha, có khi là cái con lên 85 có vấn đề á. 85 V-Shock. Gắn 24-70 cái nó khác biệt liền. Trang trí này á là mình phải kiếm một cái tiền cảnh hay cái gì đó làm đậy cho nó thành bokeh luôn nó mới đẹp. Tiếp cái này rồi dự à, này ánh sáng cho đẹp nè. Cái này thì nó lại không có nét cái này thì lệch quá nhìn. Trong cái này lấy của bên Ý được rồi. Sáng hơn rồi. 3 của dâu đó. Nắng. Mình muốn kiểu ví dụ mà chụp người ta mà kiểu đang có hành động, có câu chuyện ra thì nó cũng phải đẹp nữa các bạn. Nếu mà xung quanh có nhiều cái rác làm distract người xem quá thì mình đều xóa hết. Thấy không? Có nhiều cái rác không cần thiết quá. Cái này hình như là nó bị nhòe sao á. Cho mình tưởng tượng thôi. Này là có nắng lên này sao nè nên nó sẽ lung linh hơn. Cái này mình muốn cộng vô, chỉ là lấy cái phần này trước nè, hoặc là cái phần đều của ghế lên trước nè, đừng có tham mấy cái ở trên, mới đừng tham lấy cái bàn thờ ở trên quá. Biểu cảm chưa ok. Này không để làm gì. Thì không có gì, chắc là chụp test. Chụp máy dép làm gì ta? Trái cây. Sao thiếu sáng nhỉ? 85 ISO 1600. Tốc hồng 250. Nè nó thiếu sáng hẳn luôn các bạn. Cái ra bên đây nè. Nên nó không có cái lung linh mọi lần mình thấy mình nghiêng nè.
nghiêng này phải lấy rộng ra cho hết cái màn luôn, nó cứ ở cỡ khó chịu lắm. Rộng cái này để ok, lấy hết cả nội dung bài. Phần cột này là kiểu thì mình học về sau được. Cái này phải biết cách chụp nó mới lung linh. Tìm cảnh quá tay rồi. Nhảy cân nhiên bộ. Này nó thẳng thắn hơn rồi. Ý nè các bạn, người chụp ZV-E10 trong cái clip trước các bạn biết sao không? Đó, chụp hình có dầu gì đâu, đội cái nón bucket nè, quần còn mang quần rách nè các bạn thấy chưa? Làm gà này khổ lắm. Mấy tấm mà kiểu chụp này nó hơi bị thiếu sáng một tí, nhưng mà tấm chụp ý lại là ánh sáng hoàn hảo luôn. Hảo dịu không? Nghĩa đang quay. Lệ đính hôn. Phú hay chụp sau lưng, chụp mông người ta quá à. Sau lưng nữa rồi. Mọi người ngắm chờ mà nhìn mệt mỏi vậy. Bưng rượu bia. Hành động diễn ra ngày hôm đó có những gì? Check nhanh coi có nét không? Tạm coi là có nét á. Tiếp nè. Cái này ánh sáng ổn, hơi dư sáng chút xíu, nhưng có nội dung ha. Thắp nhang, nhưng mà nó lại ở sau lưng rồi. Muốn một tấm, một là bạn cận vô nội dung thắp nhang, hai là cận vô biểu cảm nữa. Chứ lấy lưng nhiều quá thế không thấy được gì cả. Góc này cao quá, giờ góc máy lên cao cũng không để làm gì. Cái này là cuối cùng chúng ta có thấy được cô dâu rồi. Sau chắc 100 tấm hình chúng ta đã thấy được mặt cô dâu. Cô dâu này ở mặt chính diện không có đẹp nên phải lựa cái góc khác, trái hoặc phải. Giống như kiểu mà khi bạn mà đi với show của mình á, mà thấy mình chụp riêng cô dâu á, mình đang kêu là một tấm chính diện đúng không, sau đó xoay trái một tấm, xoay phải một tấm, mình cứ kêu người ta di chuyển xoay liên tục á, để lựa coi góc nào là đẹp nhất, góc mặt đẹp nhất của người ta, làm gì cai hoàn hảo mà đẹp mọi góc mặt đúng không. Chỉ khi người đã tiến sensor rồi thì lúc đó mình lựa những cái tấm hình tùy coi nhiều góc mặt khác nhau, mình đưa trực tiếp cho dâu coi luôn để dâu lựa xem góc mặt đẹp của người ta là cái nào, rồi mình cứ bám vào đó, chứ không phải cứ mỗi chụp trực diện đủ sáng là xong đâu các bạn. Nè, cái góc trực diện nó rất là mặt rất là to, mình có thể lấy góc xéo được coi. Đó, cỡ như thế này nè, xéo xéo một chút, xéo trái hoặc xéo phải á, thì ok. Mà make up sao cái lớp nền nó bị vỡ khó chịu ghê. Thấy không, góc bên hông thì auto đẹp luôn. Xéo qua ha, còn góc chính diện cái như một con người khác vậy. Nên lưu ý góc chụp nha, chụp xong phải xem lên vậy còn góc chụp đó, hai có nụ cười vậy đi ha. Này thì nét lạ lùng quá. Dự cũng được. Đó, giống như mới coi tấm hình này mình thấy là sao Phú chụp bưng quả lại đẹp hơn cả chụp dâu rể là sao ta? Lạ luôn không?
Đó, rất là tự nhiên, rất là đẹp. Lúc này là chụp lens gì nhỉ? Xài 85. Mày chắc là đang quay phỏng vấn. À, chưa dẫn mà cô vào cái con tấm diềm lại thấy không? Thú vị ghê á. Xóa. Sao lúc này vô đây cái bị thiếu sáng vậy? ISO 2500. Nãy con đang đẹp mà lung linh mà. Khẩu F4, giao khép khẩu lại. Là đổi lens sang từ ViewShot 85 2.8 sang con này để khẩu F4 mà không tăng ISO thêm hoặc là giảm tốc. Thành ra là nó bị thiếu sáng. À. Thiếu sáng quá ha. Cùng một góc mặt quá mà không thay đổi nha, mà lại không phải góc mặt đẹp nữa. Cái này chắc là đang cho quay. À, mình thấy nhiều người chụp á thì thường hay bị tham chữ ở trên các bạn. Nhiều khi chụp đối tượng ở đây á mà cứ tham, cứ lấy phần chữ ở trên đâu đó trên banner á, thành ra là cứ chụp ra cứ cái khung nó bị kỳ vậy. Đây lại cầm những cái lens mà kiểu cái này lấy cận vô, lấy chi tiết vô, cận vô tay này, cận vô biểu cảm này, hoặc là đóng khung một phần nhỏ thôi, đừng có tham lấy cái chữ nhiều quá. Nhiều khi bạn muốn lấy cái chữ đúng không, bạn chụp một hai tấm được rồi, còn lại mình focus vào người làm sao đẹp luôn linh nhất, chứ đừng có ráng mà cứ nhét cái chữ vào trong cái khung hình làm gì hết. Đó, thà cận vậy nữa ha, chứ mà coi mấy tấm trước chắc cũng hơn 10 tấm ráng lấy cái chữ á, chụp nhiều quá ha. Lọc xong mình chỉnh màu xong cuối cùng mình còn phải xóa thêm nữa. Giờ mình đang là lướt sơ để xóa những tấm lỗi trước thôi. Còn tấm trùng á, tấm trùng mình xóa nhiều chắc phải đợi hậu kỳ hết một lần á. Góc mặt này không ok lắm nha. Không có cái tấm nào mà di chuyển ở bên phải hoặc bên trái để lấy góc đẹp của người ta hết. Cứ trực diện cúi xuống như vậy thì nó bị thụ động các bạn. Đang kẹt ở một chỗ nè. Rồi lại làm tham lấy chữ nữa rồi. Lại góc chính diện nữa rồi. Mắt chưa ok. Nhắm mắt rồi. Cái góc mặt này không, góc mặt trực diện nó không có đẹp. Cho nên các bạn phải lấy góc khác. Nhưng mà chụp đến bây giờ chưa phát hiện ra là cũng nguy hiểm á. Mày còn đang kỳ kỳ nữa. Trời ơi. Chụp đúng 1 phần 2 luôn các bạn thấy không? Dưới cả cái thanh anh chia bố cục 1 phần 2 luôn. Thành ra người ta còn có hút chút xíu à. Đây là hậu quả của việc tham lấy chữ. Hoặc là đứng, ví dụ mà muốn lấy toàn đúng không? Thì đứng trực diện mà chụp đi. Còn đứng xéo á, thì bạn phải dùng những cái góc zoom. Những góc mà kiểu như lúc này là cứ đẩy 70, 85 mà chụp nè. Thay vì hiện tại đang là 50, ở trời ơi 50 mà ráng lấy chữ cái nó bị kỳ quá ha. Này đang quay nè. Nhiều khi á, bao dáng cho quay á, chụp được mà phải có kiểu biết góc mặt đẹp, chụp liên tục nó dễ. Nhưng mà kiểu mà chỉ những cái góc quay mà kiểu đã quay chính góc, gọi là có góc giữa chính diện rồi á, mà chụp mà kiểu không phải theo cái bô dáng của chụp á, cứ bám theo quay á, mình phải chụp rất là nhiều hên xui mới được một cái tấm đẹp ha. Còn không thì nó cứ bị kỳ kỳ với bạn, thiếu tự nhiên á. Mình nhìn nè, thấy không? Những cái hành động này đang là cho của quay phim nè, đang diễn cho quay. Mình chụp giọt vô những cái lúc mà đang những cái hành động dở dang á, nó lại không đẹp. Nhìn thấy không? Mọi người đưa tay lên nhìn rất là kỳ, rất là đơ. Có nghĩa là khi mình muốn nói như vậy á là ví dụ quay phải có bô dáng của những kiểu quay. Và sau khi xong á thì chụp phải có những cái bộ dáng của chụp. Chứ nhiều khi mà kiểu ké, ké một tí xíu lúc mà đang bộ dáng quay mà chỉ chụp vô á, muốn chụp đẹp á nó phải có trình độ xíu. Chứ phải cứ bấm là không, chứ bấm nãy giờ mấy tấm nè, giờ những cái kiểu dáng xóa khá nhiều á. Nó thiếu tự nhiên mà nó kỳ lắm, nhắm mắt nè. Nhắm mắt tiếp nè. Đó, phải thiếu tự nhiên sao á, nhắm mắt tiếp nè.
đơ ghê. Make up làm sao mà dìm cô dâu ghê luôn á. Có nghĩa là mọi người đang hồng hào mà riêng cô dâu cái mặt nó lại tái xanh. Đó, những hành động lại nhắm mắt nữa nè. À, vẫn tiếp tục nữa hả? Trời ơi, quay lặp lại. Đó, Hà cười tự nhiên như này, ok nè. Đó là những lúc cần cần bắt cần chụp nè. Sao nhìn cứ bị thiếu sáng lão ha. ISO 4000 rồi. Thiếu đèn hả ta? Tại vì á Phú chụp không có xài flash. Mà nghĩa thì là set đèn, đèn đánh trần hoặc đánh phản hướng, mà nghĩa xài lens toàn khẩu 2.8 và 1.4 không à. Trong khi đó Phú đang xài lens F4. F4 á, thì vẫn ưu tiên phải có đèn, không có đèn flash, phải có đèn quay ánh sáng vô. Trừ khi nào mà Phú gắn lens 85 1.8 thì có thể không đèn trong trường hợp này. Còn trong trường hợp này là da đang bị sạm, bị thiếu sáng nè. Cái này bộ dáng cho chụp hay cho quay nhỉ? Sao mọi người nhìn một hướng nhỉ? Rồi, shit. Cái này là bảo đảm là đang bao dáng cho quay rồi. Sao mà chụp ké? Khúc này sáng lên á là do flash của Ý đánh hay sao á, AD200. Bạn Nikon chưa có trigger. Bạn thấy không? Có đèn vô, cái màu da nó sẽ khác. Chi tiết sáng mọi thứ đều lung linh hết. Không có đèn cái sạm da đi và vùng shadow quá nhiều á, nó cứ ba chấm nó rồi. Này lại bị tham lấy chữ ở trên nữa rồi. Xóa. Ao né các bạn. Ao né. Nó nét đi đâu á, nét chữ nè hả, nét ở phía nào á. Nhưng mà nhìn nó có bị sóp sóp bạn thấy không, nó bị mờ mờ á. Không đủ độ nét á. Là biết ngay là đang gắn lên 85. Khẩu này để 5.6 luôn á, mà vẫn có thể ao nét và vẫn có thể bị sóp như vậy được. Mình nghĩ là cái lens 85 này có thể có vấn đề rồi. Xóa. Biểu cảm không ok. Biểu cảm vẫn chưa ok lắm. Trời ơi, cười nó bị đơ quá. Tại vì cái góc góc này không phải là góc mặt thuận của cô dâu. À dạ, cắt đậu. Góc nó kỳ quá. Góc từ dưới lên mà nhắm mắt à, nhiều cái quá à. Thả bước đi về đi ha. Nhưng mà đúng cái góc mặt chính diện của dâu là auto xấu hết rồi. Khó thiệt. May quá lúc này đổi qua 24-70 hết bị shop. Nè các bạn thấy không, cái góc mặt ngang bên hông của cô dâu á là đẹp hẳn luôn đó. Góc mặt chỗ này nè, tóc phủ xuống rồi, ok, mặt như thế này đẹp. Chứ góc mặt chính diện á nó không có đẹp các bạn, nó rất là phải hậu kỳ nhiều. Cô dâu này mình phải lựa góc mặt đó, trái phải thì auto đẹp nè, nhắm mắt. Chứ chính diện là không ok lắm. Là cái dáng lúc quay nữa rồi. Và nó đang lúc cái hành động nó không có ổn quá. Nhắm mắt. Lúc mà tấm đứng lên được thì nhắm mắt. Nữa rồi. Lại kiểu vuốt ta vuốt tóc rồi sau rồi. Cái này là dành cho bên quay. Có mặt chính diện của cô dâu không có đẹp các bạn ơi. Lại đứng lên ngồi xuống nữa là chụp cái đoạn đó rồi. Đây nè. Vậy là hết mấy cái shot setup rồi hả? Là chỉ có chụp kéo quay thôi chứ không có setup chụp riêng. Không. Bạn thấy biết make up làm sao á mà
Makeup của mẹ còn đẹp hơn cả cô dâu rồi. Da lên trong đông màu da với cổ hơn là mặt cô dâu. Makeup này lạ lùng quá. Đó, tự nhiên cái màu da của mẹ là không trắng, trắng hồng. Và bà cô dâu nó cứ bị gì làm sao quá. Và nụ cười nó cũng rất là gượng gạo. Chết cái ba mẹ. Ba lại nhìn đi đâu rồi? Ba liếc qua đây rồi. Nhìn vào máy đi à, xéo nhờ. Này đẹp nè. Chọn chi tiết này. Cái hoa, cái tóc phía sau làm nó đẹp ha. Nhưng mà nãy giờ rất là ít hình để focus cái này. Để xoay ha. Tập kiểu như là xoay, kêu cô dâu xoay một vòng mình chụp nhanh á. Góc này không có đẹp. Vẫn là đang quay á hả, xong là chụp ké hả. Bao giác riêng của chụp đâu. Này lại ké quay tiếp rồi, không có bao dáng riêng của chụp mà lại chụp chính diện nữa. Hình mấy hình này khó đưa lắm các bạn. Còn ngước lên góc 6 nữa. Chết tôi. Ao nét nè. Nó phải 85. 85 màu nét nhiều ha, nhắm mắt. Khuất mặt. Liếc. Đó, thả góc, chỉ cần đứng lệch qua góc kia góc xéo thì nó có chụp chính diện nữa. Đổi sang lại 24-70 để chụp toàn lấy mọi người rồi. Mà sao không lui xa ra cho lấy hết luôn hả? Hồi nãy thấy chụp trang trí á, là lấy được hết khung đúng không? Chỗ này lại không lấy được hết. Chụp dọc. Gây coi dâu vét khung bia ra ngoài. Để làm cho quay với chụp luôn. Cái này cũng là shot cho quay. Ok, AF vẫn bám được nha. Thêm một lần nữa góc khác. Thay đổi góc là ok, nằm ở dưới cái đầu của ai rồi. Thôi hơi sharp một tí, nó nét vào đâu á. Ý chụp này. Ok, cuối cùng chúng ta cũng có cái bao dáng cho chụp rồi nè. Vui quá. Đó, như này là lấy được hết nè. Lấy được không gian cổng với lại mọi người luôn. Nhắm mắt rồi. Trời, nguyên cái thùng bia chưa khui luôn mà cô dâu vác vậy á. Ác đạn này. Khui bia nè. Này cũng hay. Như bạn nào mà chưa thử này thì chơi trò này cũng vui á. Mà biểu cảm phải đẹp. Nè, thấy được cái bọt bắn ra nè, tóc 1/500. Cũng vui á, chụp liên tiếp. Nhiều quá. Cười, cười, chạm cái góc xéo đi Phú ơi. Đừng có là trực diện của dâu nữa. Có gì rồi. Chụp riêng mà sao cứ bị dìm của dâu á, nhìn nè. Lẽ như nói bưng quả trang điểm còn tươi hơn, lung linh hơn cả cô dâu nữa. Nhìn như các bạn coi nè. Không.
trang điểm nhà dân nói là vương quả còn nổi chọi còn hồng hào hơn là cô dâu nhìn mặt kiểu xanh đó mày, xanh mặt thì là khó xử, mà khả năng cao là do make up. Với lại tại sao bị lệch lệch kỳ quá ha, lệch rồi sao không cái máy, cái này không phải do người đứng lệch nha, người đứng dưới center đúng rồi, nhưng mà cái máy đang chỉ bị lệch qua một bên đó mày, không hiểu nha tại sao lệch một bên như vậy ta. Mấy tấm luôn, mấy tấm liên tiếp luôn đó, bẻ lại được center rồi, bẻ lại chút thôi nhưng mà lệch chứ nguyên một tấm này lệch thẳng một bên nè, weird, chụp liên tiếp nhiều quá, từ từ nghiêng nhắm mắt. Lưu ý nha, cái tấm mà chụp người thế này nè, cho dù xài lên zoom hay là lên tele chăng nữa, mình đang ưu tiên là chụp phóng sự đúng không, lấy một tấm toàn hết mọi người, xong rồi á mình tiến gần lại mình lấy cận vô, lấy cận vô kiểu cỡ cỡ như đây đi, một tấm lung linh xóa phông, có nghĩa là mình đa dạng góc chụp của mình lên chứ không chỉ là kiểu chụp mỗi cái toàn, không là bám cái toàn nó hoài luôn. Trùng nhiều quá. Không có cái nào zoom vô cận hết, zoom vô lấy bản thân thôi cũng được nữa, mình lấy full đủ rồi thì mình zoom vô cận tiếp. Người ta thích chụp hình lắm, mình cứ kêu người ta diễn thôi, mình cứ nói ừ là giúp để mình tiến lại rồi mình chụp thêm tiếng, người ta không có bỏ chạy đâu mà sợ đúng không. Đó, tấm này là nhìn nè, da mặt của mẹ trang điểm còn hơn cả của dâu nữa, nên giờ mà hậu kỳ lên nó sẽ có sự chênh lệch lạ lùng. Lúc này xài 24-70x4s này chụp với em trai mà chụp chính diện. Những tấm mà buộc vào chính diện không nói, nhưng mà ví dụ mà góc mặt người ta chưa ok, mình có thể kêu người ta đứng xoay một xoay vai một xíu, xoay ngửa một xíu cho cái mặt nó xéo đi chứ đừng có thẳng. Dễ lắm, có nhiều cách để xử lý lắm, nhưng mà quan trọng là mình phải phát hiện ra cái vấn đề và góc mặt của người ta ngay từ đầu á thì mới fix được. Còn mà không phát hiện, không để ý á, hoặc là không có đưa hình cho dâu coi để confirm á thì chúng ta sẽ bị khổ quá vậy á. Mà nếu như ngọc mặt bên này rất là xinh, rất là đẹp, rất là trẻ trung ha, mà trực diện vô thì nó cứ ba chấm đó bạn. Bao dáng selfie ha, đó bạn thấy không, góc ngang qua nhìn cô dâu cười rất là tự nhiên, rất là tươi, và chính diện nhìn rất là đơ và kỳ lắm. À, vừa nói luôn đó, đây rất là tươi, rất là đẹp, rất là xinh đúng không, để mình zoom cho bạn coi nè. À, đây rất là tươi, rất là đẹp, rất là xinh đúng không. Qua đây cái chính diện mặt của dâu, chụp hình ngoài mà nhấn cái nút ra mình còn phải nghĩ là mình có đang dìm lại không, chụp vậy có đẹp không, mình được lấy tiêu chuẩn của mình, để thường tiêu chuẩn có thể thấp mình hài lòng dễ dàng, mình phải lấy tiêu chuẩn của khách hàng, đưa những tấm hình này confirm với khách là góc mặt như thế này ok chưa, mình chỉnh sửa ngay lúc đó, chỉnh sửa sớm được. Trời, người ta đứng một chỗ mà chụp nhiều vậy luôn hả. Nhắm mắt anh trùng lặp nhiều quá, thành ra 1.700 tấm thì mỗi tấm mỗi góc chụp chắc cũng phải 3 lần. Không sao, chỉ khó xóa thôi, đỡ hơn là bị nhắm mắt. Này là tứ thiết tự nhiên á, nếu cái này là muốn phải cô dâu tương tác trực tiếp với hoa luôn chứ không phải chỉ nhìn xuống như thế này. Đó, bị cảm xoay qua cái nó đỡ thì, hoặc là cái background đứng từ bên đây qua, nói chung là cái background phía bên đây không có đẹp này, bộ background bên đây luôn chẳng hạn, không đẹp, không đẹp. Quay mặt này chỗ khác xóa. Ai cũng nhăn mặt hết ha, nhắm mắt luôn. À, cũng có nội dung, cũng có tiếng cười á, mà có cái quạt khó chịu quá ha.
nói chuyện dữ. Tự nhiên lấy góc thấp xuống chi vậy hả? Xả. Mới có 1 phần 3 số lượng hình chụp thôi á. Dìm quá, dìm. Trời ơi, dìm người ta rồi. Ok, cuối cùng cũng đã có hình nhà trai tới. Dưới cục điện khó chịu quá ha. Phải chạy song song với dàn bé đại diện với lại rể phụ. Ao né, lấy này cái xe cho cái mặt người đây. Nhi công rất rủ tới thui vậy. Lúc này tóc vẫn 1/4 ngàn. Cái này là vô bên trong chưa có chỉnh lại hàm số kịp nè. Và đây là cái đoạn khá là hài ở trong tim mình nè. Thường á, bác đại diện vô á thì phải đứng ở ngoài mình chụp vô ha, mình chụp vô bên trong ha. Không lý do thì mình chui vô bên trong xong mình chỉ máy ra ngoài. Chụp ngược sáng và nó fail nhiều cái luôn. Và đây là biểu cảm của Nghĩa, các bạn nhìn coi biểu cảm của Nghĩa mình nghe được cái tiếng đập đầu ở đây luôn á. Tại vì Nghĩa đang không hiểu là ủa tại sao cái thằng chụp nó lại chui vô trong, nó chỉ ra nó chụp vậy. Rồi bây giờ cả hai ông đều nhìn vô bên trong thay vì chỉ ra ngoài để quay. Có nghĩa là tự nhiên cái giờ hai hai thằng đối diện với nhau quay dính chụp chụp dính quay, mà cái shot nhìn lại nhìn vô đây không có thể nào mà chung một cái được. Quay chụp phải đứng chung một chỗ, mà những cái lúc mà đại diện rót rượu kiểu này là phải chụp từ bên ngoài chụp vô trong, chứ không phải là ngược ra như vậy. Ngược sáng là cái gì cũng tệ hết á, cũng không có đèn không có gì, gì luôn, mọi thứ đều ba chấm hết. Lý do Phu nói Phu chạy vô trong là dịch cũng mình cũng chả biết nữa, mình cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà lưu ý nha, mốt mà kiểu chung một team với nhau thì không có lý do gì để bóp đồng đội như vậy hết ha. Đây là biểu cảm của Nghĩa ba chân thật luôn. Trời, mấy tấm liên tiếp luôn. Coi biểu cảm của Nghĩa này, Nghĩa kiểu Nghĩa chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Ủa là sao ba, là sao, là sao? Mắc gì đứt đó vậy đó. Đây là biểu cảm của Nghĩa nè. Giữ lại tấm đó, làm thumbnail được á, vui á. Đó, chụp phải chụp từ ngoài ra, nhưng mà tại sao lúc này đại diện lại nhìn vô bên trong vậy? Mình phải chủ động sắp xếp cho người ta đứng đâu và nhìn về đâu. Giờ rót rượu rồi không ai kiểu sắp xếp để xoay người ra hả? Xoay người ra chứ sao chụp sau lưng không nhở? Mình vô tấm trăm rồi. Rồi lúc này chắc là cho cái nhà trai vô nè. Em 85 đủ sáng đẹp quá ha. Đúng sáng á. Tóc 1/2 ngàn. Này chụp ngang ngang xong rồi mà hay rác nhiều quá thì xoay mấy dọc chụp tiếp chứ. Tại sao cứ ráng đẩy 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 lên trên cái dư khúc hấp hết hết room quá nhiều khiến cho giờ ai cũng bị lùng một khúc một khúc một khúc. Đó, này chỉ cần xoay dọc một cái cũng cũng được nữa, nhưng mà vấn đề là không có tấm nào xoay dọc á. Xoay dọc mấy lại là chụp thôi, né được rác hai bên. Ok, chụp theo quả chú rể có nét, không vấn đề gì hết. Thôi dư sáng xíu thôi, sao? Sao nó bị xốp xốp đó ta? Con 85 này không biết sao á. Biết do lỗi len hay là do mình sao nhìn cái con 2470 quá, nhìn qua đây cái nó bị chê. Nói thẳng là 40 mấy là chắc chắn nét hơn 85 này rồi đó.
biểu cảm bước vô nè. Cái này thì mình đã nói với Phú rồi, nhưng mà cái này mình cũng nói thêm trên clip luôn ha, là những cái trường hợp như thế này á có thể dễ dàng khắc phục bằng cách là mình di chuyển, thay vì lấy góc bên phải thì lấy góc bên trái á, thì chụp ra cái background bên đây á, sẽ là toàn là ruộng lúa rất là đẹp luôn, thay vì đứng từ góc phải chỉ qua xong background toàn là xe hơi và nguyên cái mộ mã ngay đây. Cho dù hình này có đẹp hơn nữa nhưng mà người ta sẽ để background, việc đăng cái tấm hình này lên á thì chắc chắn cũng sẽ có những comment vô chập bảo là mồ mả gì sau lưng gì tùm lum hết á. Trong khi đó cái này fix rất là đơn giản, thay vì đứng bên phải chụp qua, di chuyển qua bên trái, từ bên trái góc này chụp qua, thấy được nguyên cái background, cái ruộng lúa bên đây. Xong giờ cứ chết một góc bấm. Rồi nhắm mắt. Ào nét. Cái này thì cái thanh nó che mặt kỳ quá ha. Ánh mắt không ok. Ngày một là cận vô tay luôn mà lấy cả đầu, chứ cắt nữa thì nó rất là khó chịu. Mà mấy cái trang trí này nè, một hồi sau là mình kêu dời bỏ hết mấy cái nữa, vướng quá trời vướng luôn. Mình được quyền can thiệp điều đó mà. Sao cái bị cắt đầu các bạn thấy không? Sát quá, cắt đầu nè. Cắt đầu nữa rồi. Tất nhiên. Nhan này mà lấy nét được mọi người luôn thì hay chứ, phải gì 2.8 cái chỉ nét được một người thì nhòe. Cắt đậu hay nhìn mặt ai cũng sầu thảm quá vậy, đám cưới mà không phải gượng ép đâu. Sao đứng từ phía chú rể chụp qua hả? Shot này khó nha. Rồi thường á, ví dụ bắt dâu rể ra, bắt cô dâu ra khỏi phòng như vậy á, thì mình phải đứng ở góc chính diện của cái bàn ở phía ngoài á. Lúc đó mình đang cầm 85, tỉa qua cô dâu vài shot, quay qua tỉa chú rể vài shot, tỉa qua lại. Chứ mà đứng chết một góc ở phía này á là chỉ lấy được một biểu cảm thôi, mà chưa chắc gì đẹp nữa. Căn đó mấy bạch biểu cảm của nhau kiểu chưa ok nè, mà bố cục cũng kỳ nữa. Không có được biểu cảm trực diện của chú rể ha. Hết rồi, thiếu linh hoạt quá. Lúc này phải di chuyển ra giữa rồi chứ, nếu sao mọi người đứng đây là gì quá. Cắt đầu quá.
thiếu tự nhiên quá ha. Là cộng vô nhẫn luôn, thay vì lỡ cỡ như vậy. Trời, nhìn cô dâu suffer quá vậy. Đó, lại góc xé về cô dâu đẹp này ha. Cũng cưỡng gạo quá, chết tôi cầm lưng rồi. Mà rượu á, góc xéo vào một bên giờ là mặt có dấu auto sinh luôn. Chị là một người khác, xéo là một người khác. Sao hết. Với mình á, thà mình không có ảnh giao cho khách chứ không có giao cho khách ảnh xấu. Thiếu về cảm quá ha. Mau nét, đứng yên một chỗ mau nét nữa hả? Mày là có một tấm ao thôi á. Đó, góc xéo cái lậu tụ đẹp cận vào nhau, nhưng mà đừng có tham lấy chữ quá. Mình lại cần cái tấm tấm cận vô như mày nè, ví dụ như vậy đi. Không có một tấm nào như thế này, cứ mà chỗ nào có chữ cái là bị tham lấy chữ rồi. Hoặc là muốn tham lấy chữ thì chụp dọc đi, chụp ngang hết. Không hiểu. Bấm chơi đi bàn flat tối mặt coi nè, flat chưa ok. Test flat nè. Ok, flat ổn hơn rồi nè. Lúc này chắc là chủ yếu là Vinh chụp rồi. Ánh sáng ok nè, da mặt ổn hơn nè, đủ sáng nè.
những lúc mà chụp đi bàn á phải lưu ý á, kêu người ta kéo ghế di chuyển gom gom một vị trí này, đừng có để có vị trí ghế trống xuất hiện trong khung hình. Ghế trống hai bên quá nhiều trong khi người ta kêu người ta di chuyển qua. Ghế trống cháy, người ta quay lưng bỏ đi là sao? Nè, ghế trống hai bên quá nhiều nè, trong khi kêu người đối diện là di chuyển qua đây là vừa có hình luôn và vừa hình không có bị trống như vậy. Học thì chưa. Nào nét rồi. Thấp gì không để làm gì nha. Này chắc là kinh chụp nè. Góc thấp này bị kỳ nha. Đó. Lúc này là mình chụp chính bằng 35 GM. Mình biết góc mặt cô dâu rồi nên chủ động kêu cô dâu bù những cái dáng mà đừng có để lên mặt diện ra. Bước ra ngoài nắng chờ chụp thêm này, lúc này là Vinh chụp hay sao ạ? Đó thế này thì còn góc xéo mặt thì còn đẹp ha. Chấm hỏi luôn. Nhìn thấy đâu vậy? Xéo vậy? Tối thui luôn. Dâu lên hát do góc mặt là nhìn của dâu quá ao nét. Ok này là không biết nét gì luôn. Xóa liên tục nhiều quá cái nó bị lại luôn rồi. Để mới lại. Hơi liên kết. Thank you.
mấy cái này chữa bấm cho có với lại bắt khoảnh khắc á, nó không có giống nhau các bạn. Biết nét cái gì luôn. Sửa chụp làm gì? Sao méo quá vậy? Mình chụp hả? Em này miếng cứng kìa. Sao xéo vào nét vậy ta? Sao thấp vậy? Này Vinh chụp hả? Vứt cái túi bên kia. Và thế là lại hết. Chào các bạn, mình đã theo dõi mình trong cái hành trình lọc hình nãy giờ chắc cũng gần tiếng đồng hồ á. Bạn coi là tự đánh giá nghĩ sao thì comment bên dưới cho mình biết nha. Thế là hết rồi, 1.700 mấy tấm, sau khi lọc xong còn 1.000 tấm, tuyệt vời. Nikon Z5.